Ok, anh sẽ trả lời em cái câu này. Tại sao cái lúc hao này em hỏi là 5 triệu đô đúng không? Thì anh sẽ chia sẻ những cái mà chủ đầu tư An Gia đã xây dựng cái lúc hao này như thế nào mà giá nó tới 5 triệu đô. Thì hiện tại chúng ta đang dưới tầng trệt của cái lúc hao nè. Rồi bên tay trái của chúng ta, đây là khu vực hồ bơi. Đó, hồ bơi cho người lớn và trẻ em luôn. Và cái chỗ mà đang vây màu xanh xanh đó đó, em thấy không? Đó là cái khu vực rạp chiếu phim ngoài trời. Sau này khi mà bàn giao nhà tại dự án The Standard thì cư dân sẽ được trải nghiệm một cái không gian rạp chiếu phim ngoài trời tại khu vực đó. Rồi kế bên rạp chiếu phim ngoài trời thì như em thấy đây là cái lối để mà cư dân có thể là tản bộ. Và di chuyển cái lối tản bộ đó, nó có một khu vực gọi là khu vực hồ sen cá koi. Đó. Bên cạnh đó thì nó có sân chơi cho trẻ em ngoài trời nữa. Em thấy bên tay trái của anh ha, đây là khu vực sân chơi trẻ em ngoài trời. Còn bên tay phải của anh đây là khu vực sân thể thao, sân bóng gỗ, bóng chuyền, cầu lông. Em có thể là chơi ba môn thể thao kết hợp này. Và chúng ta sẽ di chuyển vào clubhouse ha. Đây là clubhouse 5 triệu đô. Clubhouse 5 triệu đô của chúng ta chia làm hai tầng, tầng trệt và tầng 1. Và tầng trệt của chúng ta là có sân chơi cho trẻ em ở trong nhà, cực kỳ là mát luôn ha. Rồi, trong đây có một cái phòng chơi cho trẻ em từ 2 đến là 6 tuổi. Còn đây là trẻ em từ 5 tuổi đến 10 tuổi ha. Đây là khu vực chơi năng động cho trẻ em. Ngoài ra chúng ta còn có một không gian bàn bi lắc. Rồi dưới cái lớp house này á thì như em thấy là có những cái bàn để mà cư dân trải nghiệm cà phê buổi sáng. Nói chung là trải nghiệm cà phê nguyên ngày luôn. Nếu mà sau này em có khách hàng á, khi mà em sở hữu một căn nhà phố tại dự án The Standard này, em có khách hàng, em chỉ cần mời khách hàng đến đây để mà mình trao đổi công việc thôi. Mình không cần phải di chuyển ra bên ngoài quán cà phê bên ngoài nữa, mà mình sử dụng cái clubhouse này. Thì đây là khu vực clubhouse có thể đãi tiệc cà phê buổi sáng ha. Rồi, anh xin mời em di chuyển cùng với anh Giang di chuyển lên tầng 1 của clubhouse ha. Clubhouse này có hai lối di chuyển đi lên em nhé, lối bên tay trái và lối bên tay phải. Đây là không gian tầng 1 của clubhouse của dự án The Standard. Thì bên tay phải của anh nè, em thấy ha, đây là không gian phòng thư viện. Thì trong cái phòng thư viện này, chủ đầu tư An Gia sẽ bố trí những cái quầy sách và sẽ bổ sung sách khi mà cư dân đến đây, cho cư dân có một cái nơi trải nghiệm gọi là đọc sách, học tập, làm việc luôn tại không gian này. Thì không gian này chủ đầu tư An Gia sẽ lắp wifi đầy đủ cho mình luôn mọi người nhé. Rồi, và đây là không gian phòng yoga. Phòng yoga của chúng ta sẽ view trực diện ra phía hồ bơi và công viên trung tâm luôn. Và đây là không gian phòng gym. Trong không gian phòng gym này thì chủ đầu tư An Gia đã bố trí những cái máy móc để mà cho cư dân tập gym cũng khá là đầy đủ ở đây luôn. Những máy chạy bộ, máy nâng cơ tay, cơ chân, tất cả đều khá là đầy đủ ha. Đó. Và tất cả không gian của tầng 1 này đều view về công viên trung tâm. Đó. Thật sự những cái nội thất với lại những cái tiện ích của clubhouse này thì chủ đầu tư An Gia bố trí từ những cái thương hiệu khá là cao cấp và xịn sò luôn. Rồi anh xin mời em di chuyển qua cái không gian sauna. Đây là khu vực sauna. Đây là phòng sauna dành cho nam. Đây, anh mời em di chuyển vào trong ha. Đây là không gian sauna dành cho nam và một phòng sauna dành cho nữ. Trong không gian sauna này thì chủ đầu tư An Gia họ bố trí luôn cái phòng thay đồ ở đây để mà cho những anh tập gym á, sau khi tập xong thì những cư dân ở đây có thể tắm tại đây luôn, tắm sơ qua trước khi mình di chuyển về cái căn nhà của mình. Thì trên đây nó có những cái vòi nước đầy đủ cho mình luôn, thì những cái thương hiệu cũng khá là cao cấp ha.
Rồi. Kế bên không gian sauna thì dành cho nam thì đây là không gian sauna dành cho nữ. Không gian sauna dành cho nữ thì có nhiều phòng thay đồ hơn, nó tới 4 phòng thay đồ đó. Vừa tắm vừa thay đồ ở đây luôn ha. Thì không gian sauna cho nữ thì nhiều hơn, tại vì nữ thường hay tập yoga nhiều á, nên cái phòng thay đồ nó khá là nhiều ha mọi người. Thậm chí thì những anh chị tập gym, tập yoga xong á thì mình có thể di chuyển xuống dưới cái hồ bơi để mình có thể là tắm trực tiếp chỗ cái hồ bơi luôn mọi người nhé. Sau khi em tập gym hoặc là tập yoga xong ở trên tầng 1 của Clubhouse thì em có thể di chuyển xuống hồ bơi để mình tắm ở dưới này luôn. Và hồ bơi là một cái môn thể thao bơi lội, mình kết hợp những cái môn thể thao lại thì nó sẽ giúp cho những cái cơ bắp của em nó sẽ gọi là thư giãn đều các cơ bắp ha. Thì dưới cái hồ bơi này có luôn cái bể sục jacuzzi để mà cho thư giãn một ngày làm việc mệt mỏi nè, hoặc là chúng ta muốn thư giãn các cơ bắp trong cơ thể của chúng ta thì rất là tuyệt vời ha. Thì Clubhouse này có đáng giá 5 triệu đô hay không em? Rất là tuyệt vời, thực tế theo anh nó rất là đáng giá 5 triệu đô ha.